Harry Styles đóng cảnh siêu bạo với trai đẹp David Dawson, nhưng cái kết lại buồn rớt nước mắt. Năm ngoái, Amazon Prime đã chính thức xác nhận dự án điện ảnh Chàng Cảnh Sát Của Tôi của hãng sẽ do Harry Styles thủ vai chính và bộ phim dự kiến sẽ khởi quay trong năm 2021. Bản đi một khoảng thời gian dài, mới đây, một số người có mặt ở trường quay của bộ phim đã tiết lộ nam ca sĩ người Anh đã đóng ít nhất hai cảnh ân ái với bạn diễn David Dawson, người thủ vai Patrick Hazelwood. Chia sẻ với Dawson, một nhân viên có mặt ở trường quay cho biết, Harry có một số cảnh ân ái trên màn ảnh rộng và nhà sản xuất muốn những phân cảnh này phải trông chân thật nhất có thể. Theo kịch bản, sẽ có hai cảnh 18 cộng giữa Harry và David, sau đó là một cảnh Harry đứng một mình trong tình trạng khỏa thân. Trước thông tin Harry Styles sẽ lần đầu thử sức với cảnh nóng trên màn ảnh rộng, cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ việc nam ca sĩ dám thử sức ở mọi lĩnh vực, không ngại hy sinh vì nghệ thuật. Harry Styles kiểu đa tài thực sự, cần cả mảng âm nhạc lẫn thời trang, lần này lại còn tham gia diễn xuất nữa, đúng đỉnh luôn. Anh ơi, đừng dừng lại mà, em thích lắm. Chúc anh thành công nha, đã cố không tin, nhưng thật sự là không thể không tin. My Policeman được dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 2012 theo John Tom Burress. Một viên cảnh sát dù đã kết hôn với một giáo viên nhưng vẫn rung động trước Patrick Hazelwood, một nhân viên bảo tàng điển trai. Cả hai đã bí mật yêu đương dù ở thời điểm đó, tình dục đồng giới là bất hợp pháp ở Anh. Giữa một thời điểm đầy định kiến và các hoạt động đồng tính còn có thể được xem như phạm pháp, tiểu thuyết khắc họa một câu chuyện đầy ngang trái và thử thách của hai nhân vật Marion, người vợ của Tom. Tuy nhiên, bộ phim dường như sẽ không phải là câu chuyện tình nam mỹ mộng mơ như nhiều người nghĩ, cũng giống như những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng về đề tài đồng tính như Brokeback Mountain hay Call Me By Your Name. My Policeman có một cái kết buồn thê thảm khi hai nam chính không thể đến được với nhau do rào cản của xã hội. Phim sẽ lấy bối cảnh cuối những năm 90 khi Tom và vợ Marion đã già, Patrick tới thăm nhà của họ và những ký ức từ 40 năm trước hiện về trong cả ba người. Với một bộ phim yêu cầu những vai diễn nặng ký như vậy, Harry Styles là một cái tên phù hợp để đóng vai chính khi anh đã nhận về vô số lời tán thưởng và cả đề cử cho những giải thưởng nhờ khả năng diễn xuất của mình trước đó. Mặc dù việc nam diễn viên trẻ tham gia dự án My Policeman vẫn chưa được xem là chính thức, nhiều hình ảnh gần đây đã cho thấy anh đang cầm kịch bản của bộ phim trên tay. Chính vì vậy, các nguồn tin gần như chắc chắn rằng Harry Styles sẽ tham gia My Policeman, biến đây trở thành bộ phim điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp diễn của mình. Được biết, nhân vật Marion cũng sẽ được đảm nhận bởi nữ diễn viên tài năng Lily James. Cô nàng lọ lem đang trong giai đoạn thảo luận và bàn bạc cuối cùng trước khi ký hợp đồng chính thức để tham gia bộ phim. Mặc dù chưa đi vào sản xuất, bộ phim đã nhận được sự chú ý của công chúng vì My Policeman vốn là một tác phẩm đã được nhiều người không ngớt lời ca tụng. Với phiên bản chuyển thể, Amazon đã giao trọng trách đạo diễn cho Michael Grande, người từng thắng giải Tony, và kịch bản được chấp bút bởi biên kịch Ronny Swanner, từng được đề cử giải Oscar. Với ekip hùng hậu như vậy, rất có thể My Policeman sẽ trở thành tác phẩm cho Amazon đem đi tham gia các giải thưởng điện ảnh lớn. Bộ phim được lên kế hoạch để bắt đầu khởi quay vào mùa hè năm sau. Bộ phim hiện chưa có lịch ra mắt chính thức.